Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo cân đối cung cầu, đảm bảo đủ các mặt hàng thiết yếu, không để biến động lớn về thị trường, về giá cả và chuẩn bị tốt cho các điều kiện để người dân đón Tết Nguyên đán Bính Thân, các bộ, ngành, địa phương đang thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa. Để đảm bảo tốt công tác bình ổn giá cả, nguồn cung hàng hóa cuối năm, ngay từ đầu tháng 12 năm 2015, Bộ Công Thương đã chủ trì cùng các bộ ngành có liên quan kiểm tra tình hình thực tế tại các địa phương. Qua kiểm tra cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các địa phương đang tích cực thực hiện công tác đảm bảo cung cầu từ nay đến Tết Nguyên đán. Ngành Công Thương cho biết, từ những ngày đầu tháng 1 năm 2016, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân đã có chiều hướng tăng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trong tháng trước Tết sẽ tăng khoảng 20% so với các tháng trong năm. Để chuẩn bị tốt nguồn hàng, đặc biệt là 8 nhóm mặt hàng thiết yếu đã được thông qua, bao gồm gạo, dầu ăn, đường, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến và rau củ quả, ngành công thương đã triển khai việc tạm trữ hàng. Thì đến bây giờ chúng tôi đã có cái huy động hơn 10 doanh nghiệp và các doanh nghiệp cũng đã sẵn sàng và chuẩn bị hàng hóa trị giá hơn 18 tỷ để phục vụ cho Tết. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho quản lý thị trường phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra về hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa nhập lậu, rồi hàng hóa là kém chất lượng, rồi không đảm bảo về an toàn, về vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi là quản lý công tác là niêm yết giá và bán theo đúng giá niêm yết để tránh tình trạng là đầu cơ buôn lậu trong thời gian này. Để mà công tác bình ổn thị trường cuối năm nó tốt thì các lượng chức năng như là các lực lượng như quản lý thị trường, công an, hải quan phải tập trung cái việc kiểm tra kiểm soát thị trường, tập trung vào xây dựng một số cơ chế để tạo cái nguồn vốn vay để cho các doanh nghiệp thu gom hàng hóa để có thể cung cấp vào cái dịp cuối năm này một cái lượng hóa dồi dào, có nguồn gốc, có xuất xứ và đảm bảo chất lượng phục vụ bà con. Sở Công Thương Hà Nội cho biết là một trong những thành phố có nhu cầu tiêu dùng cao nên nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào để phục vụ Tết Nguyên đán. Với cam kết giá cả ổn định, Hà Nội dự kiến tổng lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán khoảng 21.610 tỷ đồng với đủ 8 mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhân dân. Tất cả các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá đều cam kết sẽ đáp ứng đủ hàng hóa cho người dân trên địa bàn thành phố và không tăng giá. Chuẩn bị cái kinh doanh phục vụ Tết Bính Thân năm 2016 thì tổng công ty đã có chủ trương kế hoạch thực hiện từ rất sớm nguồn hàng để cung cấp cho các cái trong cái dịp Tết đó, thì tổng công ty cũng như mọi năm thôi tập trung từ ba nguồn chính. Nhưng nguồn thứ nhất là các cái mặt hàng mà tổng công ty các cái đối tác có uy tín lớn ở Việt Nam cũng như nước ngoài để mà đưa vào kinh doanh hệ thống trong nội địa trong năm. Thứ hai là các cái nguồn hàng từ các cái đơn vị sản xuất kinh doanh sản xuất mà trực thuộc tổng công ty. Thứ ba là các cái nguồn hàng từ các đại lý cấp 1 và tổng công ty đang là đại lý phân phối cho các hãng lớn. Trong một đợt đi kiểm tra thực tế do Bộ Công Thương chủ trì tại Quảng Ninh về tình hình dự trữ đảm bảo hàng hóa phục vụ những tháng cuối năm và dịp Tết, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thịt lợn này cho biết trung bình mỗi năm họ cung cấp ra thị trường khoảng 900.000 đến 1.200.000 tấn thịt lợn hơi. Riêng dịp cuối năm, để đảm bảo nguồn cung trong tỉnh, sản lượng đã tăng lên 20% so với những tháng bình thường. Qua các đợt kiểm tra tại các địa phương trên cả nước, Bộ Công Thương đánh giá việc cung cầu bình ổn thị trường hàng hóa cuối năm đang đi đúng hướng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như các bộ ban ngành. Từ nay đến cuối năm, Bộ sẽ cùng với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra về số lượng cũng như chất lượng của hàng hóa thuộc diện bình ổn. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, Bộ Công Thương cũng thừa nhận hiện công tác bình ổn thị trường hàng hóa của các địa phương vẫn còn những khó khăn do năng lực chi phối thị trường của các doanh nghiệp tham gia bình ổn còn thấp. Đối với việc phối hợp với các cái doanh nghiệp phân phối của Việt Nam để phục vụ cái công tác bình ổn giá cả và cho thị trường mà nhất là dịp Tết thì ở các thành phố lớn thì là cũng có vấn đề là cái nhu cầu là rất là cao. Tuy nhiên ở những cái thành phố và các cái tỉnh mà nhỏ hơn thì lại có cái khó khăn, đó là các cái doanh nghiệp mà phân phối thì thường thường là doanh nghiệp nhỏ và họ lại thiếu vốn và họ đặc biệt là cái việc là họ khó tiếp cận với các nguồn vốn để đảm bảo dự trữ hàng để phục vụ cho cuối năm và nhất là cái dịp Tết. Để thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường dịp cuối năm, các lực lượng chức năng như quản lý thị trường, công an, hải quan phải tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường để làm sao giảm thiểu những mặt hàng nhập lậu, rà soát những mặt hàng thuộc diện bình ổn từ những mặt hàng thiết yếu. Công tác bình ổn sẽ chỉ có hiệu quả cao nhất khi có sự gắn kết giữa trách nhiệm của doanh nghiệp với việc đảm bảo an sinh xã hội,
cũng như trách nhiệm trong việc cung cấp hàng hóa chất lượng đến bà con nhân dân.